Chào mọi người, VinOcean Park đang lên nước rồi, đang bơm nước vào rồi, rất đẹp xanh rì rồi. À, phía xa đây thì nó có một cái hệ thống, đây không biết là mấy cái anh công nhân này. Họ có một cái máy hút hay máy bơm gì đó, chắc là máy bơm nước vào đấy. Nhưng mà tốc độ do cái bể to quá hay sao, nước nó dâng đó, nước nó dâng chắc được khoảng hơn mét rồi, khoảng mét mốt mét hai. Hôm nay trời oi nhưng mà có gió rất mát. Biển hồ thì họ bật cái nhạc không lời. Bên này là khu vực Vincom và cái block 24 shop house. Chủ đầu tư hiện tại thì báo là bán cả cụm nhưng mình nghĩ sau sẽ bán lẻ, bây giờ họ chưa bán thôi. Nhạc bật rất to, chắc là test loa nữa hay sao, nghe rất là rộn ràng, nghe là muốn phi xuống tắm biển luôn. Bảo vệ thì biển hồ đang rất đẹp rồi, mấy hôm nữa nếu mà nước họ chủ đầu tư họ bơm xong lên thì nhìn nó xanh rì luôn, cộng với nắng mùa hè nữa thì nhìn quá là sáng sủa. Một biển hồ cát trắng, nắng vàng và nước xanh rất đẹp. Còn cái việc mà tắm như thế nào thì mình cũng chưa hình dung ra. Cái bể này mà cái khối cư dân họ đổ về đây thì rất là đông, chắc phải tranh nhau để tắm. Mình cũng chưa hình dung được những khu nào sẽ là khu dành cho trẻ em, tại vì cái lòng hồ, cái mức độ sâu nó tương đương nhau. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Wow. Cái góc này, để có được những cái góc này thì chúng ta chỉ có đứng trên những cái căn biệt thự Hải Âu dãy 01 thôi. Căn này thì mình đứng sẽ nhìn trực diện ra biển hồ. Đẹp, biển hồ đã đẹp trở lại, không còn những cái ngày nhìn nó u ám, nhìn nó đen đen xì xì. Bầu trời thì xanh, nhiều mây, trời khá oi nhưng vẫn có gió. Khu vực đằng xa kia là nắng vàng đã phủ trên các cái mái nhà ngọc ngọc trai rồi. Ngọc trai thì cái mái nó cũng làm, chủ đầu tư cũng làm cái màu xám xá giống mái của khu Hải Âu này. Nắng nó chiếu nhìn nó một nhìn nó bóng luôn, nhìn nó cái mái nhà nó bóng hay thật. Đang nắng rất to. Tiểu khu sao biển cũng vậy, cái mái của nó vẫn cái màu xám xám thế.
biển hồ siêu đẹp. Mình thấy ở dưới cái biển hồ này, cái lớp mà sát lớp nước ấy, nó có một cái lớp không biết là họ trang trí họ làm chất liệu gì. Như chỗ cái anh công nhân anh đang đi, à anh kỹ sư anh đang đi này, nó như kiểu không biết là cái chất liệu mà gì, nó gần như kiểu thạch cao ấy. Nó cũng gần như kiểu là vải chất liệu, chắc là sẽ là để hỗ trợ chống thấm, chống thấm nước từ từ cái dưới cái lòng hồ, chống thấm ngược lên ấy. Nó sẽ có những cái mạch nước từ dưới dưới lòng đất nó phun ngược lên, nó đẩy ngược lên cái lòng hồ nhân tạo này. Thì cần chống thấm những cái đấy. Đã tắt nhạc rồi, biển xanh cát trắng nắng vàng, đã tắt nhạc. Khách hàng cũng có vẻ thích thích quay video. Cũng là chỉ mát lắm. Không hiểu anh ấy đứng ở kia anh quay cái gì nhỉ? Nói về Vingroup chúng ta phải nói về những cái tiến độ thi công gọi là thần tốc. Đây là họ đang hoàn thiện nốt cái phần cửa của dãy dãy Hải Âu 02 lẻ mặt tiền 7m, dãy shop. Đó, họ đang hoàn thiện nốt phần cửa. Mỗi ngày chúng ta ra công trường chúng ta sẽ nhìn nó sẽ một khác. Kỹ sư anh kia đang đứng trên mái là đang đi nghiệm thu. Nghiệm thu phần mái. Mái ốp ngói màu đen xám. Đấy, ông đấy là đang đi nghiệm thu phần mái. Phần cửa thì họ đang hoàn thiện nốt để nghiệm thu này. Chúng ta quay lại khu shop thương mại dịch vụ đây. Rất nhanh. Làm ào ào luôn. Shop thương mại dịch vụ này thì đã như mình nhìn thì đã trồng cột 1 2 3 trồng cột lên tầng tum rồi. Tầng 5 rồi. Và sàn tầng 4 họ đang ráp nốt để sắp đổ. Kéo cột tầng 5 và đấy. Sàn họ đã làm gần xong cái mặt sàn tầng 4 rồi. Chắc 1-2 hôm nữa sẽ đổ thôi. Làm nhanh thật. Khu vực đấy là đang là cái khu vực sôi động nhất. Khu shop thương mại dịch vụ Hải Âu đang được thi công mạnh nhất.
và các cái khu Hải Âu 02, 03 này cũng được thi công rất là mạnh. Phía bên này là các căn đầu hồi của Hải Âu 03, 05. Cảm giác công trường cũng như là đi chơi Tết thì đông vui, chỗ nào cũng thấy người. Công trường này nó cũng có như kiểu một cái cuộc sống rất là riêng, rất là hay, mà chỉ anh em những đi công trường mới cảm nhận được. Sau những cái giờ mà thi công mệt mỏi thì lăn trưa, trưa chỉ cần giải cái chiếu hoặc là giải một cái tấm ván hoặc là một cái bao bì gì đó ra là ngủ một giấc ngon lành. Ngày trước mình đi trong Phú Quốc, tại mũ ông đội người ta cứ cầm theo cái võng người ta móc mắc, xong là cứ khoảng nghỉ trưa là người ta cứ ra đó người ta ngủ, ăn cơm xong người ta ngủ, gió biển thổi mát lộng luôn. Ở đây thì không có gió biển thì sẽ có gió thường thì cũng rất là mát, làm cái võng. Nhưng cái điều đó mình nghĩ sẽ bị cấm trong công trường, nhưng mà linh động thôi, chứ làm sao mà con người, người ta cũng phải ăn, người ta cũng phải nghỉ chứ, làm việc cũng phải nghỉ ngơi chứ, cái đấy thì linh động. Mái của các căn biệt thự mình thấy ở Vingroup này họ làm giống nhau hết. Nó kiểu mái ngói Thái vuông này, màu xám đen, đen xám. Màu gọi là màu gray ấy, sau theo tiếng Anh gọi là màu đen. Hải Âu 02 dãy lẻ đã hoàn thiện đến 99% rồi. Mình thấy còn mỗi cái căn đầu hồi này là đang hoàn thiện lốt phần liền kề thôi nhé.